Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Văn Hiếu, admin của diễn đàn tự động hóa PLC Việt Nam. Thì hôm nay tới đây Hiếu sẽ tiếp tục về một cái phần đào tạo mới, đó là về PLC S7300 nâng cao. Thì trong cái phần PLC cơ bản, chúng ta đã học hầu hết về các cái tập lệnh cơ bản và tất cả những một số cái ứng dụng chúng ta sử dụng các cái thư viện. Thì trong phần PLC nâng cao này thì chúng ta đi tìm hiểu về cái gì? Chúng ta sẽ có là PLC S7300 nâng cao. Thì trong cái phần PLC S7300 nâng cao đó, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sử dụng trên hai phần mềm, đó là phần mềm Symantec Manager, hay mà các bạn còn gọi là Step 7. Đó, Step 7 V5.X. Thực ra hiện nay phiên bản mới nhất của nó là V5.6 ha. Rồi, và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sử dụng trên phần mềm TA Auto. Đó, tức là về nguyên tắc của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng cả hai phần mềm để các bạn có thể hiểu được và sử dụng được. Và lý do tại sao chúng ta phải học cả hai phần mềm này và sự chuyển đổi từ những cái project này, chúng ta cần những cái lưu ý như thế nào. Thì đây là hai phần mềm chúng ta sẽ sử dụng. Và nội dung kiến thức của chúng ta thì chúng ta sẽ học những gì? Đó, ví dụ bài 1, chúng ta sẽ tập trung học về FBFC, UDT. Bài 2, chúng ta sẽ học về các cái OB và cách sử dụng. Bài 3, chúng ta sẽ học về cách mà tìm hiểu một vài phân sản, tức là phân sản ứng dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cái phân sản ứng dụng này như thế nào để các bạn có thể từ đó viết. Thứ tư là cách lập trình theo IEC. Đó, tại vì so với cái chương trình của PLC S7 1200 hoặc là 1500 thì mình sẽ thay đổi một số phần. Tại vì những cái cách mà lập trình, cách cấu trúc làm sao chúng ta sử dụng và hiểu được cái phần mà chúng ta xây dựng. Hiện nay đối với cái dòng PLC S7300 này, như các bạn biết thì dòng sản phẩm này sắp fail out. Tuy nhiên khi nói về sắp fail out, tức là chưa fail out, thì nó vẫn còn ứng dụng trong một số cái project, những cái dự án mà người ta đang thực hiện. Thì người ta chưa chuyển đổi hết. Lý do chưa chuyển đổi nó có thể là do người ta có một vài cái tính năng mà không thể chuyển đổi. Đó, thì cái phần đấy là mình có làm một cái video trên YouTube nói về chuyển đổi giữa S7300 lên 1500 thì chúng ta làm như thế nào. Thì trong đấy sẽ đã có nói là lý do tại sao rồi. Đó, và cái cách lập trình đây là chúng ta sẽ mô hình hóa và định hướng lại cho các bạn cách viết chương trình, để làm sao khi các bạn xây dựng lên những cái project lớn hơn, các bạn có một cái định hướng để phát triển hệ thống ngày càng tốt. Năm là một số cái ứng dụng cụ thể luôn, là về PID, HSC và cách sử dụng một số cái function để chúng ta thực hiện như thế nào. Như mình chia sẻ ở đây là cách chúng ta viết chương trình, không phải tôi biết viết FBFC, tôi viết này, mà cách các bạn khi đọc một cái project của người khác, một cái dự án, chúng ta đọc, chúng ta nhìn vào, chúng ta hình dung và chúng ta hiểu phần mềm, chúng ta hiểu PLC, cái đấy là khó, không phải là cái lập trình. Nhưng mà cách định hướng để chúng ta phân phối cách viết dự án như thế nào cho nó đúng.
Thứ 6 là chúng ta nói sơ qua về truyền thông. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ nói qua về truyền thông NPR và Rofibus, một số cái ứng dụng mà chúng ta sẽ sử dụng. Cái thứ 7 là chúng ta sẽ nói về ngôn ngữ lập trình. Thì nội dung của chúng ta là sẽ trải qua 7 phần như thế này để chúng ta hoàn thiện các cái phần nội dung và chúng ta hiểu PMC. Thì trong cái phần mà S7300 nâng cao này, chúng ta sẽ thiên về trong cái định hướng nói về lập trình hơn là troubleshooting. Tuy nhiên mình sẽ giới thiệu thêm một số cái kỹ năng troubleshooting và mình sẽ tạo ra một số cái sự cố hoặc là có thể là mong muốn hoặc là không mong muốn. Vậy cách thức chúng ta xử lý như thế nào trong quá trình xảy ra. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, đặc biệt là những cái bạn nào đang làm trong nhà máy có những cái hệ thống PLC S7300, 400 hoặc là PLC S7 để mà chúng ta có thể thực hiện troubleshooting hệ thống và cách thức chúng ta làm, thì mình có một cái khóa riêng về cái khóa gọi là service, tức là khóa về bảo trì dịch vụ và nâng cấp hệ thống đấy, khóa riêng và cái cách thức chúng ta đi. Thì khi đó cái yêu cầu kiến thức của các bạn phải có kiến thức về lập trình. Tại vì các bạn đi đọc một cái chương trình ứng dụng của người ta thì đầu tiên là các bạn phải có kiến thức lập trình. Thứ hai, các bạn phải có kiến thức về hệ thống như vậy. Và cách chúng ta tư duy làm sao để chúng ta đi theo thực hiện và cách chúng ta lấy luận để chúng ta tìm ra lỗi, cái đấy rất là khó. Có thể là dễ với người này nhưng mà có thể khó với người kia tùy theo ứng dụng các bạn. Ok. Thì nội dung của khóa S7300 nâng cao đó là mình sẽ thực hiện trong các cái phần như thế này. Và mình sẽ thực hiện trên cả hai cái phần mềm Semantic Manager và TIA Portal để các bạn hiểu cái việc mà sử dụng phần mềm ấy, nó đơn giản đó. Và chúng ta thực hiện các cái phần, các cái phương thức chúng ta detect đó. Rồi ok, thì đây là nội dung chính. Và nếu các bạn có những câu hỏi gì liên quan thì trong tất cả các cái phần mà các bạn hỏi thì có thể để lại thông tin trong group để chúng ta sẽ trao đổi và thảo luận. Ở đấy thì mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn nhanh nhất có thể đó, để các bạn giải quyết được tất cả các vấn đề chúng ta học để chung với hành và đảm bảo kết quả nó là tốt nhất. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.